tiết lộ loài củ rất phổ biến ở Việt Nam, nhưng lại là đặc sản ở Angola, được người Trung Quốc tranh nhau săn lùng đặt mua. Chào các bạn, nhờ biết tận dụng các thế mạnh nông nghiệp hiện có, cộng với sự đa dạng của các loại rau củ quả Việt Nam. Công giáp đã thành công với loại rau củ của Việt Nam, giúp người dân ở trang trại bốn bản làng bội thu, 100% cháy hàng được thương lái đặt mua ngay tận ruộng. Nhờ sự tích cực canh tác, công giáp và người dân bốn bản làng, đang biến những vùng đất sỏi đá ở Angola thành vàng, khiến cho cả thế giới phải sững sợ kinh ngạc. Một ví dụ điển hình của thành công này là su hào, một loại củ rất phổ biến ở Việt Nam, nhưng trở thành đặc sản tại Angola. Su hào không chỉ được người Việt Nam sống tại Angola ưa chuộng, mà còn được người Trung Quốc tráo riết săn lùng tìm kiếm. Việc áp dụng mô hình canh tác tích cực và tận dụng các nguồn tài nguyên sẵn có đã giúp công giáp và người dân địa phương đạt được những vụ mùa bội thu. Hành cà chua su hào và bắp cải là những loại cây trồng chủ lực trong mùa khô với hành có giá trị kinh tế khá cao công giáp sử dụng phân bò hữu cơ một nguồn tài nguyên phổ biến và rẻ trong dân để bón cho cây trồng giúp cải thiện độ màu mỡ của đất và thúc đẩy sự phát triển của cây trồng sự thành công của công giáp không chỉ nằm ở việc thu lợi nhuận từ việc bán rau củ mà còn ở việc cung cấp những bữa ăn dinh dưỡng chất lượng cho người dân địa phương với những ruộng su hào của việt nam đang trồng ở đây dường như nó ưa thời tiết giá rét ở Angola, cho nên, củ nào cũng nấy phát triển rất to và nhanh. Công giáp chỉ nhổ tỉ những củ su hào to đem bán, còn những củ nhỏ để lại cho người dân dùng dần. Để làm thức ăn cho buổi trưa. Ước tính trung bình mỗi củ su hào ở đây cân nặng từ 1 đến 2 kg. Giá bán mỗi kg su hào là 1.000 quan gia. Trong đợt thu hoạch su hào lần này, chỉ thu hoạch một phần nhỏ mà tổng cộng được hơn 120 kg công giáp sẽ chia ra bán cho người việt một nửa và người trung quốc một nửa toàn bộ số tiền bán được công giáp sẽ giao cho bác trưởng bản để mua phần giống cho vụ tiếp theo đây là một chiến lược bền vững giúp trang trại được phát triển một cách liên tục và những số tiền này công giáp cũng nhắc nhở bác trưởng bản ghi tất cả vào sổ sách của trang trại điều này cũng thể hiện sự minh bạch và quản lý tài chính chặt chẽ bằng cách đảm bảo rằng tất cả các giao dịch được ghi lại điều này giúp xây dựng lòng tin trong cộng đồng và giữa các bên liên quan nó rất quan trọng cho sự thành công liên tục của trang trại. Su hào chế biến được rất nhiều món ăn như luộc, xào hay nấu canh. Lá su hào ăn rất ngon giòn giống như lá rau cải, có thể xào hoặc muối dưa, được người dân ở đây rất ưa chuộng. Su hào là một loại rau cũ không chỉ phong phú về dinh dưỡng mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe ít ai ngờ tới. Nhờ thành phần giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, su hào không chỉ là nguồn thực phẩm bổ dưỡng mà còn có khả năng hỗ trợ điều trị một số bệnh lý. Về mặt dinh dưỡng, 100g su hào cung cấp 27 calalo, 1,7g chất đạm, 6,2g carbon hydrate, 3,6g chất sơ, cùng với nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, maji, phốt pho, cali và vitamin C. Những dưỡng chất này giúp su hào trở thành một thực phẩm lý tưởng cho việc giảm cân và cải thiện tiêu hóa nhờ vào khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa và giảm cảm giác đói. Về mặt y học, theo sách Trung Dược Đại Từ Điển, su hào có tính mát, vị ngọt và cay, có thể giúp chữa tiểu tiện lâm trọc viêm xoang mũi, thủng độc và đại tiện xuất huyết. Lá su hào cũng được sử dụng để hỗ trợ điều trị đàm tích và thực tích. Đặc biệt, su hào có khả năng cải thiện huyết áp và tim mạch nhờ vào lượng kali dồi dào. Kali trong su hào hoạt động như một chất làm giãn mạch, giảm sức căng của mạch máu và động mạch, từ đó giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả. Ngoài ra, vitamin C và beta carotene trong su hào còn giúp cải thiện thị lực và tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng chống ung thư su hào không chỉ đa dạng về cách chế biến mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe từ việc cải thiện tiêu hóa hỗ trợ giảm cân đến việc kiểm soát huyết áp và tăng cường hệ miễn dịch đây là một thực phẩm quý giá mà chúng ta nên tận dụng trong bữa ăn hàng ngày đồng thời góp phần tăng cường dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống cho người dân bản châu phi cũng rất mừng cho người dân bốn bản làng ở đây với kỷ lục bội thu những lứa hành vừa rồi đã làm cho tinh thần của người dân bản phấn chấn và hăng say lao động hơn để thoát nghèo công giáp cũng có chia sẻ nông trại được phát triển và ổn định như hôm nay chỉ là bước khởi đầu và vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt mình và anh thạch vẫn phải bám trụ sát sao chỉ đạo người dân làm việc công giáp có dẫn mọi người đi thăm những ruộng cà chua đang thời kỳ cho trái anh hào hứng khoe những cây cà chua rất sai hoa và cho rất nhiều trái lại thêm một vụ cà chua bội thu nữa công giáp vui vẻ tâm sự lứa quả cà chua đợt này cũng đã gần già rồi công giáp dự kiến một thời gian ngắn nữa sẽ thu hoạch ở nông trại bốn bản làng này ông giáp không trồng một loại cây cố định ở một vùng theo quy hoạch mà cứ chỗ nào thuận tiện và gần nguồn nước là anh sẽ cho người dân canh tác trồng trọt. Ngoài ra, ở đây còn một số ruộng hành cũ đã to, cũng sắp đến ngày thu hoạch. Bác trưởng bản cũng đã thông báo cho anh Andre, thương lái bản đang lát đến để xem như thế nào, nếu được giá thì sẽ nhổ bán cho anh thương lái nhập hàng lên thủ đô luôn một thể. Ở đây, hành cũ bán rất được giá, còn lá hành thì rất trẻ, và chỉ để những người phụ nữ thu mua để bán ở chợ huyện chiến lược của công giáp về việc xem xét thu hoạch sớm vụ hành là một cách tiếp cận thực tế trong nông nghiệp bằng cách tận dụng giá thị trường hiện tại đang cao anh có thể đảm bảo được lợi nhuận tốt ngay cả khi củ hành chưa đạt đủ độ chính quyết định này thể hiện sự nhạy bén trong việc nắm bắt động thái của thị trường và tầm quan trọng của thời gian trong việc bán nông sản chờ đợi cho đến khi củ hành đạt đủ độ chính có thể gặp rủi ro khi giá thị trường giảm dẫn đến lợi nhuận thấp hơn dù chất lượng sản phẩm cao hơn hơn nữa việc trì hoãn thu hoạch còn kéo theo các chi phí liên tục về phân bón và công lao động có thể làm giảm lợi nhuận tiềm năng việc bán sớm cũng mang lại cơ hội tái trồng và bắt đầu một chu kỳ cây trồng mới sớm hơn tối ưu hóa việc sử dụng đất và tài nguyên sẵn có cách tiếp cận này không chỉ tối ưu hóa biên lợi nhuận mà còn đảm bảo sản xuất liên tục điều này rất quan trọng để duy trì thu nhập và đáp ứng nhu cầu thị trường quyết định của công giáp phản ánh sự cân bằng giữa lợi nhuận tài chính ngay lập tức và kế hoạch nông nghiệp dài hạn, thể hiện khả năng thích ứng và suy nghĩ chiến lược trong quản lý trang trại. Thưa các bạn, công giáp như trút được gánh nặng, sau bao ngày chờ đợi thấp thỏm mất ăn mất ngủ, cuối cùng công giáp và bác chủ đất người Bồ Đào Nha cũng đi đến thỏa thuận làm giấy tờ mua bán đất. Theo như bác chủ đất người Bồ thì bên phía công giáp sẽ ứng trước tiền cọc cho bác chủ đất làm 500.000 quan gia để bác lên huyện làm giấy tờ thủ tục. Và bác chủ đất người Bồ cũng viết một tờ giấy mua bán đất có chữ ký của bác công giáp và người làm chứng là bác trưởng bản Mai Ala. Với tờ giấy viết tay thỏa thuận mua bán đất này, bác chủ đất sẽ photo thành hai bản, công giáp giữ một bản và bác trưởng bản Mai Ala giữ một bản. Riêng bác chủ đất sẽ giữ bản gốc để làm giấy tờ. Với 80 hecta đất bán, bác chủ đất vẫn tặng cho công giáp và người dân bản Mai Ala 20 hecta như đã hứa. Còn 60 hecta bác bán với giá 25.000 USD, bác chủ đất bớt 1.000 USD còn lại công giáp và người dân phải trả là 24.000 USD tương đương 24 triệu quan gia. Với số tiền lớn như thế này, công giáp cũng không thể xoay sở để trả cho bác chủ đất ngay một lần được. Do đó, công giáp có thương lượng với bác để trả làm nhiều đợt, bác chủ đất người bồ là người rất nhân hậu và tốt bụng. Vì vậy bác đã đồng ý với những đề nghị của công giáp. Bác chủ đất cũng tâm sự, bác không có ý định bán mảnh đất riêng này của bác, nhưng vì lời hứa đã hứa với công giáp nên bác phải thực hiện. Đối với bác thì lời hứa quý hơn tiền bạc. Đã trót hứa thì phải thực hiện, điều đó càng khiến công giáp và mọi người nể phục với tấm lòng và sự uy tín của bác chủ đất người bồ hơn. Lúc trước, công giáp đã trót lỡ thông báo tin vui sắp được mua 50 hecta đất với bác trưởng bản Mai Ala, khiến bác trưởng bản lúc ấy vui mừng khóc nức nở. Anh cũng đã lên kế hoạch để bác trưởng bản thông báo họp hành người dân, phân công nhiệm vụ chuẩn bị khai hoang làm trang trại. Nhưng nói trước bước không qua, do sự không đồng lòng của người em bác chủ đất, khiến sự việc sắp đi vào ngõ cục. Lúc đó, công giáp rất buồn và cảm thấy hoang mang lo lắng anh không dám thông báo tin buồn này cho bác trưởng bản và người dân bản mai ala biết vì mới thông báo tin vui bây giờ lại báo tin buồn thì họ sẽ nghĩ anh lừa dối họ cho nên đến khi bác chủ đất người bộ thông báo chính thức đặt cọc tiền làm giấy tờ sang tên chuyển nhượng đất thì bác trưởng bản mới biết được tin này khi đặt cọc tiền cho bác chủ đất làm giấy tờ thì mình mới như trút được gánh nặng ấy các bạn ạ à. từ hôm đấy đến giờ mình cứ lo lắng mãi công giáp tâm sự bác trưởng bản mai ala khi nghe được những khó khăn và sự quyết tâm của công giáp để mua đất giúp dân bản, bác trưởng bản tâm sự rằng giờ mới nghe cháu và bác ấy nói, mọi việc không hề dễ dàng, chúng tôi luôn chờ đợi đó cháu, không biết mọi người vướng mắt, cảm ơn cháu và bác nhiều. Cho bác được thay mặt người dân bản. Gửi lời cảm ơn tới nhà hảo tâm người Việt Nam rất nhiều, món quà này thực sự quá lớn, bao nhiêu thế hệ con cháu về sau chắc chắn sẽ được ấm no, được gặp những người Việt Nam, quả thật là những ngày tháng thật đáng sống, cầu mong chúa che chở phù hộ cho người Việt Nam được an lành. Vâng, Thưa các bạn, thực sự rất mừng cho người dân bản Mai A La khi gặp được những người có tấm lòng thiện nguyện như Công Giáp và Sơn Thạch. Mong rằng, người dân bản sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc để cuộc sống sau này được ấm no, không phụ công ơn của Công Giáp, Sơn Thạch và các mạnh thường quân Việt Nam tận tình giúp đỡ. Sự góp sức của các mạnh thường quân Việt Nam cũng là một yếu tố quan trọng. Điều này thể hiện tình đoàn kết và lòng nhân ái của người Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Những món quà và sự hỗ trợ từ xa của họ đã góp phần làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không quên cảm ơn bác chủ đất người Bồ Đào Nha đã rất coi trọng chữ tính, bán mạnh đất riêng của mình để cùng góp sức với công giáp giúp đỡ người dân bản Mai Ala có đất canh tác thoát nghèo. Người Việt Nam giúp đỡ người dân bản Mai Ala ở châu Phi thoát nghèo là một biểu hiện rõ nét của niềm tự hào dân tộc và truyền thống lá lành đùm lá rách. Việc công giáp và các mạnh thường quân Việt Nam đóng góp công sức và tài chính để cải thiện cuộc sống của người dân bản Mai Ala không chỉ thể hiện lòng nhân ái mà còn là một minh chứng cho tinh thần quốc tế và lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam. Truyền thống lá lành đùm lá trách đã ăn sâu vào tâm hồn của người Việt, luôn sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với những người khó khăn hơn. Hành động này không chỉ là việc làm từ thiện mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế, mang lại niềm hy vọng và cơ hội mới cho những người nghèo khó. Việc biến những mảnh đất hoang sơ thành những nông trại trù phú là minh chứng rõ ràng cho tinh thần lao động cần cù và sáng tạo của người Việt bàn tay ta làm nên tất cả có sức người sỏi đá cũng thành cơm câu nói này thể hiện rõ khả năng và ý chí của con người việt nam trong việc cải tạo thiên nhiên biến những điều không thể thành có thể mình tin tưởng rằng công giáp và người dân bản mai a la có thể cùng nhau làm nên những điều kỳ diệu từ những mảnh đất hoang vu trở thành những cánh đồng xanh tốt mang lại nguồn sống và hy vọng mới qua câu chuyện này ta thấy được sự kết nối và tình thân ái giữa các dân tộc không phân biệt màu da hay quốc gia nó cũng là một lời khẳng định mạnh mẽ về niềm tự hào dân tộc việt nam về tinh thần tương thân tương ái và về khả năng vượt qua khó khăn để đạt được những thành tựu lớn lao những nỗ lực này không chỉ giúp cải thiện cuộc sống của người dân địa phương mà còn góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của việt nam trong mắt bạn bè quốc tế cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video nếu thấy video này hay ý nghĩa xin vui lòng cho mình xin một like và nút đăng ký kênh nhé chúng ta hãy cùng nhau làm một việc nhỏ giúp loan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước con người Việt Nam để thế giới thấy được con người Việt Nam thân thiện và tuyệt vời như thế nào, tạo động lực cho team Quang Linh Vlog trên bước đường thiện nguyện, giúp đỡ thêm nhiều bản làng nghèo khó ở châu Phi, cảm ơn các bạn nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.